Mình chào vì các bạn, hôm nay chia sẻ với các bạn cái cảnh thu hoạch chuối và để xuất bán cho bên tiêu thụ này. Đây là chuối già hương nè, chuối già hương quay quay rất là đẹp. Đó, những cái lượng này do đang thu hoạch mùa này mùa phụ cho nên là nó ít chứ không có nhiều. Còn nếu thu hoạch mùa chính là nhiều nữa là vậy. Đấy, mấy tạ vậy đó. Giờ thu hoạch vô rồi, thu hoạch ở quỳ vườn vô rồi nè. Thu hoạch quỳ vườn xong đem vô, vô cân đưa lên xe. Thiếu nước ơi. Dạ, nhỏ nhỏ thì vừa vậy. Không bình buồn phải gần 30 kg. Hôm trước thì về nhà bảo không. Buồn là nặng. Cái máy của mình. Đây là thu hoạch mùa phụ này, cho nên nó không có được buồn, nó chưa có to, nó không to lắm. Buồn to lắm. Mùa chính là to, mùa chính là buồn khoảng 40-50 kg. Mà trái to quá ăn hết ớt. À. Còn này cứ một quầy bình quân là khoảng 25-30 kg là vừa. Coi mà ra là ăn ngon. Chú này chú vườn quý vị, trồng không có thuốc thang gì hết. Chuối vườn trồng sâu, không có thuốc, chất lượng chuối đạt năng suất, chăm sóc bằng cách bỏ phân và tưới nước thôi chứ không có thuốc gì hết. Chuối cũng dễ trồng, không nhất thiết phải dùng thuốc gì. Thực phẩm ăn của người dân thì không nên dùng thuốc. Mẹ ơi, quay kia này dưỡng. Mẹ, quay đây. Chuối đây là mua tại gốc luôn vậy. Nhiều quá không chứ. Khỏi ơi. Xòi gạo tùm lum chở thêm nữa, chở không nổi đâu. Đó, cân rồi đưa lên xe tải rồi. Nó quay này chuối rất đẹp. Nhìn da rất là mướt luôn. Chuối nó ăn rất là ngon, bùi và ngọt. Bây giờ này cân đưa lên xe, cân cho lên xe tải. Mình lót cái lá để cho nó khỏi bị dập. Đây chuối trồng tại vườn rồi. Quý vị có nhu cầu mua thì cứ liên hệ mình nha, mình sẽ trồng số lượng nhiều hơn. Quầy này nặng nè, quầy này chắc 30 ạ. Quầy này 36 kg luôn rồi, rất là to. Mùa mưa nó
Do người trồng nữa, phần do người trồng nữa. Chuối này chú 3 năm. Chơi gì lại chơi cái này. Khô nước hả? Được nửa xe rồi đó. Trồng chuối rất là vất vả, chăm sóc đến khâu thu hoạch cũng cực, phải quát từng nải vô mà phải cẩn thận, không để nó dập quý vị. Chuối mình phải càng phải cẩn thận, nó dập đó là nó dở, nên là cái khâu thu hoạch là phải nhẹ nhàng, nó lại nặng nữa, giác nó rất là nặng mà đau. Quầy đây cũng đẹp, quầy đây rất là đẹp. Nút chắc được nửa xe rồi. Lót lá thật nhiều để cho nó đỡ bị dập. Quầy này cũng đẹp nè.
Thu chuối con luôn hả? Rồi, sắp xong rồi. Còn ba quầy bự nữa, quầy nhỏ nữa. Bỏ này lên luôn nha. Rửa xe. Lại nữa. Còn kia em bé thì hoàn tặng gì. Hôm nay chưa tặng, hay tặng. Hàng khuyến mãi. Mua cà xe và cà xe tặng cho người xấu cái gì.